Dạ rồi, em Thiện Định xin kính chào quý bà con, mình đã quay trở lại với kênh Thái Thiện Định Tấm Đốc Cần Thơ nha. Hiện giờ là em đang có mặt tại cầu Cần Thơ. Đây quay cầu Cần Thơ cho bà con xem ha. Thì do là cái chuyến hành trình hôm nay thì em đi là Mỹ An, Tháp 10, Đồng Tháp để giao cái đơn hàng rất là lớn cho anh khách lớn tại tại đây. Thứ nhất là anh nuôi trái, có một số vườn thì anh cũng đang làm trái mà 30 ngày rồi mà cái nó hơi đi đọt. Nên là hôm qua em sẽ giao hàng cho anh, xong rồi em sẽ hướng dẫn cho anh cũng như là bà con về cái cách mà cứu cái vườn mà tầm khoảng 30 ngày mà nó không đậu, nó đi đọt, lá nó to mỏng ha. Thì em sẽ làm chi tiết về cái bài thuốc mà em đang vận dụng cho bà con rất là nhiều, bà con đang rất là thành công. Rồi em sẽ có giao hai cái đơn hàng cho anh khách tại Tân Thạnh, Tân Thạnh Long An, thì Tháp 10 đi qua tí xíu các bà con. Thì em đang cũng đang là một đơn là nuôi trái và một đơn là cũng cứu cây luôn, là anh cũng cắt cành tầm 40 ngày rồi nó không đậu. Thì em sẽ chia sẻ chi tiết cho bà con mình, mời bà con cùng theo em đi. Rồi em hai điểm giao hàng nè bà con, hay là Tháp 10 tới nhà anh.